rồi sao? Thầy cô ơi, em xin khoanh tay cảm ơn những lời dạy thầy cô đã trao, những nhọc nhằn thầy cô đã qua, và em luôn mãi khắc ghi trong lòng. Bạn bè ơi, như ngày nào không nhẹ. Bạn bè ơi, giờ đây ta lớn hơn rồi, những vui buồn giận hơn có lớn lên hơn, em sẽ không quên trường em hôm nay.